Kệ lúc bắt điện này, kéo cái nắp ra này, cho chìa khóa vào này, phản ngược chiều cùng chiều kim đồng hồ này. Đó, đến cái góc này thì để yên này nha. Để yên trong này, vặn tiếp một cái, vừa giữ vặn, nếu mà thả ra nó sẽ ra nha. Thì mình vặn và giữ xong nút chìa khóa ra, lắp lắp luôn mà. Đấy, thì lúc đấy cửa nó đấy, cửa nó sẽ tách ra ha. Đấy, đến lúc có điện lại nhá, lúc đấy là cái chốt ở trong này nó đã tụt rồi này. Tụt rồi đấy nha. Nếu có điện lại thì mình lại vặn về vị trí cũ, chưa vào vị trí cũ này nhé. Rồi vặn lại. Đó. Vặn lại và rút chìa khóa ra, đẩy nắp lại, xong. Ok đấy.